podcast báo tuyên quang online giúp bạn tổng hợp những thông tin mới nhất. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự podcast ngày mùng 6 tháng 2 của báo Tuyên Quang Online. Bản tin cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong tỉnh, trong nước và quốc tế vừa diễn ra. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay ngày mùng 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Công an tỉnh. Phát biểu với lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và chúc mừng các kết quả của Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua. Thăm phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn biểu dương sự nỗ lực của phòng đã tổ chức phân công cán bộ đảm bảo tốt về an ninh an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao tại tỉnh. Đồng chí tin tưởng với sự đoàn kết nhất trí, nêu cao trách nhiệm, các lực lượng công an tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm mới. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm, chúc Tết báo Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa, Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo đã không ngừng nâng cao năng lực trình độ. Đặc biệt, báo đã bám sát hiện thực để có chất liệu tuyên truyền mang hơi thở cuộc sống. Năm tới có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các khâu đột phá. Chính vì vậy, ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhiệm vụ của cơ quan báo chí của tỉnh nói chung, trong đó nhiệm vụ của báo tuyên quang rất quan trọng. Báo cần tuyên truyền làm nổi bật khát vọng của tỉnh lan tỏa và truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng một tuyên quang hành động, mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện các mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc báo tuyên quang sang năm mới gặt hái nhiều thành công mới, cơ quan đón Tết Nguyên đán giáp thìn vui tươi, đầm ấm, an toàn. Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết Trạm Kiểm Lâm Yên Thuận, chốt bảo vệ rừng cao đường trên địa bàn xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời cùng gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng trên 16.400 xuất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. Cùng với hoạt động tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như nhận đỡ đầu con em gia đình chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương vừa tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Xuân phát tài. Tham gia chương trình có hơn 100 diễn viên biểu diễn 15 tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân mới giáp thìn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn đã đem đến cho nhân dân những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang âm hưởng mùa xuân, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đêm giao lưu văn nghệ góp phần tạo không khí vui tươi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân trước thềm năm mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự hấp dẫn trong nước. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố 3 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 gồm. Nghị quyết số 111 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết số 112 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Quốc hội về việc sử dụng dự phòng chung. Dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tập đoàn điện lực Việt Nam. Nghị quyết số 969 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đội cử tạ Việt Nam đang thi đấu giải vô địch châu Á 2024 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2. Trong ngày thi đấu đầu tiên, lực sĩ Lại Gia Thành giành hai huy chương đồng với thành tích lần lượt là 116 kg cử giật, 134 kg cử đẩy và 250 kg tổng cử. Cùng ngày thi đấu. Lực sĩ Trịnh Văn Vinh giành hai huy chương đồng với thành tích 129 kg cử giật, 161 kg cử đẩy và 290 kg tổng cử. Giải vô địch châu Á 2024 cũng đồng thời là vòng loại Olympic 2024 với nhóm hạng cân nằm trong chương trình thi đấu của Olympic Paris. Từ ngày mai, 28 tháng Chạp, không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc rét đậm rét hại trong hai ngày 29 đến 30 tháng Chạp. Miền Nam một số nơi nắng nóng 35 độ C. Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống gây mưa nhỏ, nên nhiệt giảm từ 6 đến 7 độ so với hôm nay. Ngày 29 đến 30 tháng Chạp, tức ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 2, nhiệt độ xuống thấp nhất đợt, vùng đồng bằng thấp nhất 13 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, núi cao dưới 10 độ, cao nhất từ 17 đến 21 độ C. Tiếp theo, những thông tin mới nhất thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Seoul cho biết, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út đã ký một bản ghi nhớ để mở rộng hợp tác quốc phòng, trong bối cảnh Seoul mong muốn thúc đẩy hơn nữa việc bán vũ khí trong khu vực. Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik tới Ả Rập Xê Út để tham dự triển lãm quốc phòng thế giới. Theo Reuters, thỏa thuận sẽ cho phép hai bên thành lập một ủy ban chung để xây dựng một nhóm nghiên cứu và phát triển cũng như sản xuất vũ khí và tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Hàn Quốc đang tìm cách thúc đẩy doanh số bán hàng để trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. The Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy đề xuất về một thỏa thuận tạm dừng giao tranh giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel để đổi lấy việc phóng thích các con tin. Đây là chuyến công du thứ năm của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas, Israel bùng phát Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông căng thẳng hơn sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria. Dự kiến, ông Blinken sẽ tới Ả Rập Xê Út trước khi đến Israel, Ai Cập và Qatar trong chuyến công du này. Xung đột Hamas Israel chưa có dấu hiệu kết thúc sau hơn 3 tháng giao tranh và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Về phần mình, Israel kiên quyết không chấp nhận ngừng bắn lâu dài và chỉ ngừng chiến dịch quân sự một khi đánh bại Hamas hoàn toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự Podcast ngày 6 tháng 2 của báo Tuyên Quang Online. Xin chào và hẹn gặp lại vào 18 giờ 30 phút ngày mai.